Dù việc kết nạp Ukraine từ lâu đã không phải là vấn đề nhận được sự đồng thuận của Liên minh châu Âu, song chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã làm thay đổi các lập trường. Trong khi hầu hết các quốc gia thành viên Đông Âu của Liên minh châu Âu như Cộng hòa Séc, Latvia hay Litva gần như ngay lập tức ủng hộ, thì Pháp, vốn không mấy mặn mà với việc kết nạp các thành viên mới, đặc biệt là từ Tây Ban Can, cũng cho thấy sự cởi mở hơn. Điện Alice cuối tuần cũng cho biết, vận mệnh của châu Âu đã thay đổi cùng với cuộc xung đột này. Liên minh châu Âu sẽ phải suy nghĩ về việc xây dựng lại liên minh với tất cả các đối tác, những nước có chung nhu cầu hòa bình và an ninh. Các nước Ban Can và ba nước thuộc đối tác phía Đông, Ukraine, Georgia và Moldova chắc chắn sẽ cần được hội nhập sâu hơn. Sau khi nộp đơn xin gia nhập, các nước này vẫn phải trải qua quy trình xét duyệt thành viên phức tạp và tốn nhiều thời gian. Chính phủ các nước cần thực thi một loạt cải cách để đáp ứng tiêu chuẩn chính trị và kinh tế của Liên minh 27 nước châu Âu. Bất kỳ nước EU nào cũng có quyền phủ quyết kết nạp thành viên mới.